Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đón xem tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin chính có trong ngày mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Quân đội Ukraine lâm vào thảm họa trước tình cảnh hỗn loạn đạn pháo vì quá nhiều nước viện trợ. Các binh sĩ quân đội Ukraine chiến đấu gần Bắc Mút đã gặp rất nhiều khó khăn về hậu cần trước các loại pháo phương Tây cung cấp, thậm chí họ còn phải dùng từ hỗn loạn đạn pháo để nói về tình hình thực địa. Nguyên nhân là bởi lực lượng vũ trang Ukraine không phải lúc nào cũng có loại đạn phù hợp với chiều dài nòng pháo để tùy ý sử dụng, mặc dù pháo NATO cung cấp cho Kiev đều có đường kính là 155mm. Theo trang Military Watch, quân đội Ukraine đang trải qua một cơn ác mộng về hậu cần thực sự. Ví dụ, vào đầu tháng 10 năm 2022, các đơn vị Ukraine gần làng Bodanovka, cách Bắc Mút 12 km về phía Tây, được trang bị nhiều loại đạn pháo 155mm khác nhau. Điều này làm phức tạp nghiêm trọng việc tiến hành các hoạt động chiến đấu, chống lại các tay súng của công ty quân sự Wagner PMC và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng. Thực tế phải nói đến ở đây chính là đạn lựu pháo do phương Tây cung cấp khác nhau về trọng lượng, loại thuốc nổ, kích cỡ liều phóng cũng như một vài thông số quan trọng khác. Một trường hợp điển hình đó là các binh sĩ Ukraine thường bị buộc phải sử dụng loại đạn dành cho pháo kéo M777 của Mỹ có nòng dài gấp 39 lần đường kính L39 cho pháo tự hành Krab L52 Điều này dẫn đến việc pháo Ba Lan thất bại. Một trong những trường hợp như vậy đã được các phóng viên của hãng thông tấn Sky News ghi lại. Theo ghi nhận của phóng viên chiến trường, các quân nhân Ukraine đã lấy đạn pháo M795, dự định ban đầu cho khẩu M777 để bắn từ hệ thống Krab. Việc thực hiện hành động như vậy dẫn đến việc từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, các binh sĩ lữ đoàn 54 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hỏng cơ cấu khoán nòng của 4 trong số 12 khẩu Krab. Thêm một vấn đề phức tạp nữa là việc các kiếp chiến đấu Ukraine không được đào tạo đủ kỹ lưỡng để làm việc một cách thành thạo với pháo xe kéo cũng như pháo tự hành của NATO vì chúng khác biệt rất nhiều với hệ thống vũ khí của Liên Xô. Ngoài ra, những người thợ kỹ thuật thường không có đủ điều kiện để bảo dưỡng pháo 155 ly trong điều kiện chiến đấu khốc liệt. Theo ghi nhận thì pháo liên tục bị kẹt và phải được gửi đến các nước đồng minh để sửa chữa. Một trong những nguyên nhân được giải thích là bởi cường độ sử dụng của pháo binh Ukraine là quá cao. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất pháo tự hành PZH-2000, nếu bắn 100 quả một ngày đã là chiến tranh cường độ cao, nhưng Kiev còn bắn nhiều hơn con số đó đáng kể. Ngoài pháo 155mm chuẩn NATO, Ukraine còn đang gặp rắc rối với pháo theo cỡ nòng liên xô, chủ yếu là đạn 122mm cho pháo D-30, 2S-1 hay là 152mm cho MSTAS và MSTAB. Sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công và thu giữ khá nhiều lựu pháo, cũng như pháo tự hành của Nga trên mặt trận Isium, không nhiều chiến lợi phẩm được đưa vào sử dụng ngay lập tức, chủ yếu là do thiếu đạn dược. Chính quyền Kiev đang nỗ lực vận động những quốc gia từng là thành viên khối hiệp ước Warsaw giải phóng kho đạn pháo cũ của họ cho Ukraine, đồng thời tìm cách mua thêm từ châu Á hoặc là châu Phi. Ukraine cay đắng thừa nhận đã trở thành bãi thử vũ khí cho phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Renikov ngày 27 tháng 10 nói với The Politico rằng, cuộc chiến giữa nước này với Nga đã mang đến cho các nhà sản xuất vũ khí phương Tây cơ hội để đánh giá xem vũ khí nào có khả năng tác chiến hiệu quả nhất. Ông Renikov cho hay, Chúng ta có bãi thử vũ khí ở Ukraine trong cuộc chiến này. Ukraine triển khai 8 loại lựu pháo cỡ nòng 155mm khác nhau trên chiến trường, vì vậy, nó giống như là một cuộc cạnh tranh giữa các hệ thống để xem đâu là vũ khí tốt nhất. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Klarilov cho biết, một số nhà thầu quốc phòng Mỹ đang gửi các nguyên mẫu vũ khí tới thử lửa ở Ukraine. Ông Renikov cho hay, Ukraine kỳ vọng rằng các gói viện trợ quân sự từ nato sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiều năm tới ông cũng đề nghị các cơ chế hợp tác ví dụ ukraine có thể lập ra các liên doanh với ba lan anh hoặc đức để sản xuất vũ khí ông nhấn mạnh chúng ta phải phát triển ngành vũ khí không người lái không chỉ để chiến đấu trên không mà còn trên biển và đất liền vì đây là tương lai của hoạt động tác chiến ông cũng hy vọng rằng các nước nato sẽ gửi các vũ khí hạng nặng hiện đại hơn cho ukraine quan chức ukraine nhận định Tôi thực sự lạc quan rằng xe tăng Abrams có thể được viện trợ trong tương lai, cũng như các máy bay chiến đấu F-16, F-15 hoặc Gripen của Thụy Điển. Trong một diễn biến khác, tướng không quân Đức Chris Badia nhận định rằng, chiến sự ở Ukraine đã chứng minh một điều, công nghệ vũ khí của phương Tây trội hơn so với Nga. Ông Badia, phó chỉ huy tư lệnh tối cao NATO nhận định, cuộc chiến ở Ukraine cho chúng ta thấy một điều, công nghệ phương Tây là chìa khóa. Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine hơn 20,3 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2014, bao gồm 17,6 tỷ đô kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo tờ The Defense News. Các vũ khí mà Mỹ gửi và cam kết gửi cho Ukraine bao gồm tên lửa Stinger, Javelin, lựu pháo, máy bay không người lái và tàu không người lái, trực thăng, thiết bị gây nhiễu điện tử, radar súng cối, hàng triệu viên đạn, hệ thống hỏa lực phóng loạt, lá chắn phòng không. Tướng Đức nói, phía Ukraine khá hài lòng với các vũ khí chuẩn NATO mà họ đã nắm bắt được sử dụng khá nhanh chóng. Ông nhận định, cho dù đó là lựu pháo hay bất cứ vũ khí nào, Nga cũng đều khó đối phó với khí tài của phương Tây. Bộ trưởng Renikov cho rằng các diễn biến trong thời gian qua cho thấy nước này có khả năng chiến thắng Nga trên chiến trường. Tổng thống Zelensky ngày 24 tháng 10 cho rằng Ukraine đã kháng cự bên Bỉ và ngăn chặn thành công Nga trong suốt chiến dịch quân sự của Moscow 8 tháng qua nhấn mạnh họ đang gây khó cho quân đội số 2 thế giới. Ông cam kết lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giải phóng các lãnh thổ của nước này mà Nga đang kiểm soát. Nga cáo buộc Ukraine muốn biến Zaporizhia thành Mariupol thứ hai. Ngày 27 tháng 10, ông Jevgeny Balitsky, quyền thống đốc vùng Zaporizhia cho biết, Zaporizhia đang bị biến thành một nơi tương tự Mariupol, một lượng lớn người nước ngoài đang tập trung ở đó, lên tới hàng nghìn. Theo ông Balitsky, thông tin trên do những người sống ở thủ phủ của tỉnh Zaporizhia, khu vực hiện do Moscow kiểm soát, nói với người thân và bạn bè của họ sống ở khu vực do Nga kiểm soát. Người dân đã được tận mắt chứng kiến các hoạt động chuẩn bị của quân đội Ukraine và nghe thấy nhiều người nói chuyện bằng tiếng Ba Lan, Đức và Anh ở trên đường phố. Nga vẫn đang kiểm soát phần lớn tỉnh Zaporizhia và đã giáp nhập vùng này sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, thành phố Zaporizhia nằm ở phía tây nam, vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine. Zaporizhia được so sánh với pháo đài Mariupol, thành phố ở đông nam Ukraine với cảng biển chiến lược. Nga kiểm soát hoàn toàn Mariupol sau khi những binh sĩ Ukraine cuối cùng đầu hàng. Trong số này có nhiều người thuộc tiểu đoàn Azov đã cố thủ suốt nhiều tuần trong nhà máy thép Azovstan, một cơ sở xây dựng từ thời Liên Xô với các hầm ngầm được thiết kế như một bong ke trong thời chiến. Theo ông Balitsky, nhà máy sản xuất ô tô Apto ở phía nam Japoregia đang được chuẩn bị để sử dụng theo một cách tương tự như ở Mariupol. Ông Balitsky dẫn các nguồn tin cho biết, những người nước ngoài ở Japoregia đã cư xử rất thô lỗ với người dân địa phương. Theo ông, lực lượng lính đánh thuê ở Japoregia chỉ đơn giản là tiếp quản những nơi họ muốn và biến chúng thành tiền đồn quân sự. Gã khổng lồ vũ khí tiết lộ hệ thống phòng không Mỹ sẽ lắp đặt ở Ukraine. Greg Hayes, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Raytheon cho hay, tập đoàn đã chuyển hai hệ thống phòng không NASAM cho chính phủ Mỹ và chúng sẽ sớm được lắp đặt ở Ukraine. Ông Greg Hayes tiết lộ trong cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng 10, chúng tôi bàn giao hai hệ thống NASAM cho chính phủ Mỹ cách đây vài tuần. Nasham là viết tắt của tổ hợp phòng không tiên tiến do tập đoàn Raytheon phối hợp cùng công ty quốc phòng Kronsberg Na phát triển. Theo ông Greg Hayes, hệ thống phòng không tầm gần Nasham sử dụng tên lửa đối không AIM-120 Avram và có thể bắn hạ mọi thứ, từ máy bay không người lái đến tên lửa đạn đạo hay là tiêm kích. Giới chức Mỹ và Ukraine thì chưa bình luận về thông tin trên. Hôm 17 tháng 10, bà Sabrina Shings, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ đang có kế hoạch gửi 8 hệ thống NASAMS cho Ukraine. Bà nói, không tiết lộ thời điểm cụ thể, chúng tôi có hai hệ thống NASAMS được chuyển giao cho Ukraine trong tương lai gần. Bà này cho biết, ngoài hai hệ thống trên, Mỹ đang làm việc để gửi thêm 6 hệ thống NASAMS khác tới Ukraine. Theo CNBC, tên lửa AIM-120 Abrams mà hệ thống Nasram sử dụng có tầm xa 25 đến 30 km với độ chính xác cao. Hệ thống này được đánh giá là hiện đại hơn đáng kể so với các loại tên lửa vác vai như là Stinger mà Mỹ đã gửi cho Ukraine hồi đầu tháng 3. Nasram được coi là sự bổ sung đáng kể trong bối cảnh Ukraine sẽ mất ít nhất hàng chục bệ phóng tên lửa S-300 trong xung đột với Nga. Trong bài phát biểu ngày 27 tháng 10, ông Greg Hayes cho biết doanh thu quý 3 năm nay của Raytheon right đã tăng 5%, tương đương hàng tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh an ninh châu Âu trở nên bất ổn đó do xung đột ở Ukraine, ông Hayes nói, Chúng tôi ghi nhận nhu cầu mua các hệ thống phòng không tiên tiến tăng đáng kể trên toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Đông Âu. Ông Hayes tiết lộ, Raytheon nhận được nhiều hợp đồng mua tên lửa, vũ khí phòng không từ chính phủ Mỹ nhằm viện trợ cho Ukraine. Các nước châu Âu cũng tăng cường mua vũ khí từ Raytheon. Raytheon là tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Mỹ, với trụ sở chính đặt tại thành phố Waltham, bang Massachusetts. Raytheon là một trong số những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và sản xuất vũ khí. Các sản phẩm vũ khí tiêu biểu của Raytheon bao gồm tên lửa chống tăng javelin và TOW, tên lửa Stinger, hệ thống tên lửa hành trình siêu âm HACM, tên lửa Tomahawk, hệ thống tên lửa phòng không NASAMS. Theo Reuters, từ ngày 24 tháng 2, Mỹ đang cung cấp cho Ukraine hơn 17 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Mỹ là nước dẫn đầu phương tây trong việc viện trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt vào nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.